Tùng Hải xin mến chào tất cả mọi người. Một thời gian vừa rồi thì vợ chồng mình đi xuống dưới Ninh Thuận để đi làm thiện nguyện ở dưới đó. Đến hôm nay mới về đến trên nhà thì vườn ngô của mình cũng bắt đầu lại già rồi. Hôm nay thì hai vợ chồng mình sẽ đi thu hoạch cái nửa vườn ngô rồi nhá. Còn cái phía bên này này là cái hôm mà vợ chồng mình mới trồng sau đấy. Thì giờ đã lại đang phun cờ đấy rồi. Đúng ra thì cái này để cho một thời gian nữa thì sẽ tốt hơn, nhưng mà vì lý do vợ chồng mình lại phải đi vắng, không ở nhà nên không có ai thu hoạch nó được. Nên hôm nay vợ chồng mình quyết định sẽ thu hoạch. Chỗ này nhà mình hôm nay được mấy tấn? Xin chào quý vị, chào tất cả mọi người, chào các bạn. Sau một thời gian đi Ninh Thuận về, trời ơi, vườn nó rậm quá. Như tổ bèo. Bắp rất là chắc nha nhỉ. Bắp Ninh Thuận mà được như bắp nhà mình đấy phải tốt không? Ô, có khi lấy cái dao để chặt cái cây luôn không? Hay là bẻ thế này đấy á? À đấy à. Chắc là chỗ này nhà mình năm nay được khoảng độ chục tấn. Chắc phải được khoảng độ hai bao tải nhỉ? Ôi giời ơi, có cây đu đủ được. Đấy. Đây này mọi người ạ, à, thuốc đấy. À, cái này mặc dù nó không được mập lắm nhưng còn nhỏ, nhưng mà hoa tương đối nhiều rồi. À, có thể là cả lá là được bữa rồi đấy nhỉ. Vợ chồng mình đi vắng, có mỗi cô con gái ở nhà thì cô lại đi làm, đâm ra cũng không để ý đến những cái việc linh tinh này, nên vợ chồng mình phải tranh thủ thu hoạch luôn. Sắp tới lại có một chuyến đi xa nữa rồi. Bắp tương đối là tốt đấy mọi người ạ. Đây, những cái bắp rất là bự. Nhưng ở đây thì đặc biệt là dòng toàn là bắp tẻ thôi, chứ không dòng bắp nếp như ở dưới Ninh Thuận. Ninh Thuận người ta dòng bắp nếp. Đấy. Cho nên là phải bẻ thôi. Nhưng con đi xa rồi lại về thì coi như nó lại thối hết, coi như mọc mầm. Lại mọc mầm hết. Vậy chương trình nhà lần tới này vợ chồng mình sẽ đi vắng tầm có một tháng. Nên phải tranh thủ thu hoạch. Anh đi đâu vậy? Đi một tháng là đi đâu ạ? Vẫn đi làm thiện nguyện thôi, nhưng mà cái này là mình không phổ biến rộng vội. Cái bí mật đi đâu còn lâu mới nói. Cái đám bắp sau này có vẻ còn ngon hơn đấy, nhiều tốt hơn đấy. Này nó cớm, sau này nó cớm nữa. Giống ngô mà người ta xử lý thuốc trồng xong cứ thế là lên thôi, nhưng mà sao ở ngoài Bắc thì nó vẫn bị nhỉ? Không có thuốc gì đâu. Ở ngoài Bắc thuốc cũng ngô ta xử lý đấy mà, thuốc sâu ở mầm là cứng, không mình phải đi phun cho nó, đích thân mình đi phun luôn.
sừng thỏ như như hàng bây giờ. Có gì mà bằng người luôn. Cây nó ở trong cơ với quả bé lắm. Ờ, thế mà tưởng không được hai trái mà có một trái thôi nhỉ? Tốt lắm. Hai trái hết. Thôi, hết một trái là tốt rồi. Tốt quá. Thế này chắc hết luôn rồi mới đem quả vô thôi nhỉ. Không đem vào trong kia khỏi muỗi. Đốt nhang muỗi. Để đỡ mấy phân vô phân ra nhỉ. Thế cũng được. Mình mua một cái gùi về thì sáng mình đi đâu mình cái sau mình lấy cũng được cái nhập. Mình tới mình mua một cái gùi. Mấy cái bán gùi nhựa của Trung Quốc. Mình mua của người ta ban mà hàng. Đem về chân kia mà bóc nhưng cái vỏ thì khô thì đốt rồi phát vứt ra là cái cành kia nó không ngục. Mini đồ này sớm quá. Bắp mới này cao thì phải bội thu đấy, để một tí cái đơn vị nào mà nó
trả cao hơn. Gà không phải mua ngô là tốt lắm rồi. Năm ngoái này, em phải mua mới nước ạ. Năm nay được hơn tấn rồi. Bắp tôi trồng một năm được mấy vụ. Cứ thích thì trồng nè. Đã xong. Bây giờ vợ chồng mình đã thu hoạch xong được cái đám bắp này rồi. Chắc chắn là nếu mà nuôi hai con gà thì ăn một năm cũng không hết đâu. Đây mọi người ạ, nói cho vui thôi. Chứ nhà mình dồn một ít đây để cho gà ăn thôi. Đây là cái đám bắp mà hôm vợ chồng mình trồng sau đây. Rất là tốt nhá, xanh mướt luôn. Đang chỗ cờ. Đây nó cớm ở những cây sầu riêng, cây bơ. Còn chỗ này là vừa thu xong. Nói chung là nếu mà nuôi một con gà thì con ăn còn lâu mới hết đấy. Đây mọi người ạ, đây là tổng số ngô mà vợ chồng mình đã vừa thu hoạch ở vườn này. Nếu mà nuôi một con gà thì cũng được tương đối lâu đấy. Nếu nuôi hai con thì chóng hết lắm. Bắp rất là tốt mọi người ạ. Đây này, nhìn nó mẩy như thế này cơ mà. Đấy, nầy hạt như thế này. Bà con Ninh Thuận mà được như thế này có phải tốt không? Đây, còn đám này thì đang trổ cờ rất là đẹp. Trồng cho nó vui mà, nuôi một vài con gà. What? Này, bắp rất là mẩy mọi người ạ, thấy không? Trồng thế này mà rất tuyệt vời luôn. Ở đây là nhà mình thì nó bị cớm thôi, chứ nếu nó không cớm ấy, thì năng suất cao lắm. Vừa rồi nó nhiều mưa quá rồi mà cũng bắt đầu bị thối cái đầu này. Này là mình cứ để thì là hỏng nó nhé nhỉ, để cho nó khô trên nương này, lúc kịp còn mỗi cây không nè. Nhà mình mấy con dao mà đâu hết nhỉ. Này. Ăn đi. Ủa luôn. Chơi được hả? Ở ngoài chơi nữa. Mưa nhiều quá mấy cái đầu nó cũng muốn thối hết. Nó kiểu nó cớm, nó không nắng, dại nắng ấy. Nếu dại nắng thì nó mưa xong nó lại khô luôn ấy. Ai về kịp đấy, không là coi như thiệt hại cho nhé, mất hơn 1 tỷ đồng.
Đây này mầm này, nhìn thấy không? Nó cứng nó không khô được. Ủa mà cái dâu ngô này mình lấy mình khô cái bên nước mắm nó cứng. Ngô nó phải ấy không phải ngô này đâu, ngô nó còn non non nữa. Ngô già nó tốt hơn đâu. Ừ, con bún này ăn roi nhá. Mẩy nhỉ, cái quả bé nó mẩy hạt đều lắm. Nếu mà cái này mà để cho nó khô trên cây nhá là coi như mất mùa luôn. Nó xong luôn. Nó mọc mầm hết mà. Nếu như nếu mọc mầm thì mình lại đem cái hạt này xong mình lại đem đi trồng luôn. Mình đóng bầu. Ở ngoài Vĩnh Phúc họ còn trồng ngô bầu cơ. Ươm trong bầu ấy. Chán gì? Nó không phải là ươm trong bầu mà nó ươm cây, ươm mầm lên mới được nó trồng thì nó mới nhanh. Cái đất của họ nó được nghỉ tí nào đâu. Công nhận nó mẩy thật đấy, không một hạt lép nào. Cái này là bao tiền một cân giống? Cân giống này là 200, em mua là 22.000 một lạ. 22.000 một lạ. Chứ gọi là nếu mà mua cân chắc 200.000 cân đúng không? Mua cân thì chắc là 200 thôi. Thế mà hôm trên nhà cái thằng Xính mua cũng lúc bình thường thì là 105.000 một cân. Còn nếu lúc có thời điểm thì 150 một cân. Nhưng mà phun thuốc bằng chết đi nha. Đây coi em có phun thuốc tí nào đâu nhỉ? Họ bảo là không phải phun à hay thế nào? Họ bảo là cái giống này á là cái giống người ta xử lý thuốc rồi. Thế sao họ người dân người ta không trồng được cái giống này nhỉ? Đấy, trong đây người ta trồng người ta đâu có xịt thuốc đâu. Nó ở ngoài Bắc cơ mà. Ngoài Bắc nghe nhé. Bắc là khí hậu nó khác. Nếu mà 150 thì không phải loại này đâu. Nó chỉ bán loại ấy thôi chứ nó không bán. Nếu thế thì không phải cái loại này. Loại này loại khác. Mình vừa rồi mua cho là Xính. Mấy cân? 5 cân giống thêm. Nó bị ngô cũ nó bị khô quá chết đi. Dùng đập thêm 5 cân. Cân nhiều lắm. Dưới Ninh Thuận nó là đồng mấy chục cân. Ồ. Đốt lại. Muỗi nhiều lắm cả nhà ơi. Nhiều hôm nay mà không chuẩn bị sẵn cái đựng. Chắc phải đem thuê sân nhà bác ấy để phơi. Cứ ghẹo suốt. Năm nay cho gà ăn không phải đi mua là tốt lắm rồi. Còn cái vườn này nữa cơ mà. Ở đây cây cối nó rậm rạp. Nên chiều đến muỗi nhiều lắm. Ngồi phải đốt nha, muỗi theo hết cả nhà. Thế mà ở Ninh Thuận nhỉ? Chán luôn. Thế hay thật đấy nhỉ.
đặc biệt là rừng rú rậm rồi nước khe nước suối không có muỗi có dĩn gì. Đáng lý ở gần cái suối là lắm, con dĩn lắm đấy nha, con dĩn đốt mới khó chịu, nó bé tí. Cái này mình mở cái cửa kho ra không đổ vào đấy cũng được nhỉ. Bây giờ chắc phải đổ đằng trước, nó gió nó khô. Ai thu vào? Mai mình còn à ừ. Đi đâu? May hôm nay chưa mưa, không mưa nhỉ. Không mưa. Cái này nó khô là nó trắng như này là. Chỗ nào nó mà nó không bị sớm ấy. Mà được nắng rồi nó. Rồi nó mưa ác quá, mưa thối đất thối cát rồi này. Ôi. Vừa nói xong. Mưa bóc có gì không đấy? Vừa nói dứt lời. Đây tất cả vòng mấy cái miền Trung này, miền Trung Tây Nguyên này đang ảnh hưởng áp thấp. Mầm những chỗ mầm nhiều nhỉ. Ừ. Mưa như thế này cơ mà. Cố bác cho nó xong. Đổ ra hè có mưa nó hắt vào. Cố bác xong không? Em đi lấy đũa nhé. Đi nặng không bê được. Cần gì phải dao? Không, dao phải tách cái này ra thôi. Đấy, không? Nhà hơn nhiều, không phải dao luôn. Nhưng mà trước là học bóc ngô ở bên Pháp rồi nhưng mà quên. Quên lâu quá rồi không được bóc đúng không? Trời ơi, mưa rồi, nhanh lên. Dọa tí rồi. Trời ơi, mưa rồi. Thôi chạy về nhà đi. Bốc ở trong kia để ngồi đây để mưa à? Mọi người ạ, vừa nói dứt câu là may trời không mưa thì trời nó đổ trận mưa xuống này, vợ chồng mình phải chạy ở trong này.
Rồi cũng còn may rồi nó mưa ở gần đây đấy, chứ đang ở ngoài vườn nên còn khổ nữa. Ba cho cái ghế kia nào. Mai còn gọi xe đến nó bốc. Bữa cái chậu không đủ nó chậu đó. Bùn này còn ít ở bên ngoài á, này trong nhà. Mấy tiếng buổi tối thì đường nó chảy như là buổi tối rồi đấy, cũng nhiều nhiều chứ. May buổi sáng không sao đâu, mình cần làm kịp chứ không làm dở chết giờ. Mưa lũ không đi ra lại được nữa. Đất vườn mình đang nghe đồng ngũ không nghe nhỉ. Đất ở đây rất, nó càng tối giống như mình phận. Phận cái thời tiết nó khắc nghiệt, nó có lúc nó như kiểu hoang mạc, nhiều vùng nó như hoang mạc. Nên thuận là cái đất khắc nghiệt nhất ở trong này, và cái đất bác ái thì nó lại là khắc nghiệt nhất của Nên Thuận. Bác ái như là cái gì có hai cái huyện. Nó hoang sơ. Có thể đấy đâu nhỉ, nó cách thành phố Nha Trang có mấy chục cây số, chưa đến trăm cây nhỉ. Thành phố Phan Rang rồi, chưa đến trăm cây. Đây là cái người cao, cái huyện trung tâm huyện không có một cái nhà nghỉ, quán ăn thì có mấy cái nhưng mà lèo tèo. Dân nghèo quá. Cái tỉnh Ninh Thuận này chủ yếu có mỗi người Bắc Lây và người Chăm, có hai dân tộc đó, chứ không có dân tộc khác mấy, rất ít, có nhưng mà rất ít. Toàn dỗ của người ta. Như
Cuối cùng là vợ chồng mình, cuối cùng là vợ chồng mình cũng đã tổng kết được cái vườn ngô. Còn giờ để đây đã mai tính nha, còn xe nào và tư cái đơn vị nào đã đấu thầu từng giá thì bán. Nhiều quá, không biết được xe nào.